Xin chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ dẫn các bạn cách tắt cái từng lửa của Avast. Ở trên phần mềm này nó có chức năng tắt trực tiếp nhưng mà phần mềm không tắt nổi. Mình cũng không biết nguyên nhân tại vì sao. Đây mình sẽ thử cho các bạn xem. Đấy, mình muốn dừng vô thời hạn nhưng mà không thể dừng được. Cái nút bức từng lửa nó vẫn xanh. Đấy, khi tường lửa bật lên này thì ví dụ như chúng ta là máy chủ chẳng hạn thì các máy LAN là sẽ không thể đăng nhập được vào máy của chúng ta để làm việc, gây ra rất là nhiều các phần phiền phức. Hay là các bạn chơi game cũng thế, mà có bức tường lửa này thì cũng xảy ra tình trạng là giật lag hay là nó chặn không thể vào được game. Đấy, thậm chí là cái tường lửa của Avast nó sử dụng luôn bức tường lửa của Windows đây này. Đấy, mình không thể nào mà kích chuột mà để tắt mở được bức tường lửa của Win. Đấy, vì nó thông báo là Avast đã sử dụng. Đấy, khi bị tình trạng như trên thì chúng ta vào gỡ cài đặt thì các bạn làm theo như mình chỉ chuẩn. Đấy, ở đây thì nó có bốn cái mục này, một là mục update, hai là mục sửa chữa, ba là mục gỡ từng phần của cài đặt. Mục thứ 4 là cái thùng rác kia là gỡ phần mềm luôn. Đấy thì mình sẽ bấm vào mục thứ 3. Đây là mình sẽ gỡ từng phần của cài đặt. Ở đây nó có rất là nhiều các cái mục từng phần của phần mềm Avast. Bạn nào muốn gỡ bỏ phần nào đấy thì các bạn bỏ tích của nó đi. Ở đây mình sẽ bỏ tích của từng lửa để mình gỡ từng lửa ra. Đấy. Sau đấy các bạn kết quả thay đổi. Các bạn chờ trong khoảng 2 đến 3 phút thì phần mềm nó sẽ gỡ cái bức tường lửa ra. Nó tùy vào từng máy nhé, máy nhanh thì nó sẽ gỡ nhanh, máy nào mà yếu nó sẽ gỡ hơi lâu một chút thì các bạn cứ chờ. Đây đang gỡ cài đặt. Đấy, như vậy là đã xong. Khi mà chương trình đã báo cập nhật thành công thì các bạn khởi động lại máy tính cho mình. Khi mà đã khởi động máy tính lên ấy, thì các bạn vào thử cái phần control panel nhé. Các bạn sẽ sử dụng được cái tường lửa của Win. Các bạn có thể tắt bật được bình thường. Xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video. Các bạn nhớ đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp mình. Xin cảm ơn các bạn.